Ngày xưa có một người đàn ông kỳ lạ sống trong một ngôi nhà. Không giống như người ta, mỗi lần đi ngủ, ông đều bật đèn. Nhưng một đêm nọ, một điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Người đàn ông quên bật đèn. Ngày hôm sau, người đàn ông thức dậy và khi đang ăn sáng, thì đọc được tin trên báo rằng đêm hôm trước, 1.000 người đã phải đến bệnh viện. Người đàn ông đó vô cùng sợ hãi. Ông ta lao đến cảnh sát và tự đầu thú. Nếu bạn biết người đàn ông đó là ai và tại sao anh ta lại đến cảnh sát, hãy nhanh chóng bình luận bên dưới. Bây giờ hãy so sánh câu trả lời của chúng ta. Người đàn ông đó là người gác hải đăng. Công việc của ông là thắp đèn vào ban đêm để dẫn đường cho tàu bè cập cảng an toàn. Khi quên bật đèn, một số tàu đã không vào được cảng và đâm vào bờ khiến vô số người bị thương và thiệt hại rất nhiều. Bạn đã biết thêm về những người canh giữ ngọn hải đăng rồi nhỉ? Giờ tôi có một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều dành cho bạn. Bạn tìm thấy một ngọn hải đăng có vẻ hoang vắng và quyết định khám phá nó. Đột nhiên, từ thinh không, ba bóng người xuất hiện trước mặt bạn. Bạn giật mình nhận ra rằng hai trong số họ là ma và chỉ một người là người canh giữ ngọn hải đăng thực sự. Nhưng đó là ai? Hãy nhìn thật kỹ hình ảnh này rồi viết ra câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Cứ từ từ nhé, cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Người giữ ngọn hải đăng thật ở bên phải. Phải thừa nhận rằng vẻ mặt điên cuồng đó của anh ấy có phần kỳ lạ. Nhưng chắc hẳn chính sự cô đơn đã gây ra hậu quả bi thảm này. Anh chàng ở giữa chắc hẳn là một con ma vì anh ta trong suốt. Còn anh chàng bên trái cầm đèn dầu cũng là ma. Không ai sử dụng những chiếc đèn đó nữa. Chúng đã được thay thế bằng điện từ lâu. Hãy nhìn ba người đàn ông đang bơi trong đại dương đầy sóng gió này. Một người canh giữ ngọn hải đăng cũng chú ý đến họ và gọi lớn, yêu cầu họ tránh xa vùng nước do thủy triều lên cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên anh phát hiện một điều kỳ lạ. Chỉ có hai người đàn ông có tóc ướt. Hãy giúp người gác hải đăng tìm ra vấn đề của người bơi thứ ba và cho anh ấy biết giải pháp của bạn trong phần bình luận. Thực sự không có gì bí ẩn về người đàn ông thứ ba cả. Anh ta chỉ bị hói và không có sợi tóc nào có thể bị ướt. Một người gác hải đăng nọ cô đơn quá lâu đến mức ông ta đã hóa điên. Một ngày nọ, vài du khách đến ngọn hải đăng của ông để ngắm cảnh. Người gác hải đăng nhốt tất cả họ vào trong và bắt họ nuốt những viên thuốc. Một số viên thuốc đó vô hại và một số có độc. Khách du lịch chỉ có thể uống những viên thuốc đó. Điều đáng kinh ngạc là cuối cùng tất cả họ đều phải vào bệnh viện, mặc dù họ đã uống những loại thuốc khác nhau. Bây giờ đừng để người canh gác độc ác thoát tội. Hãy cho chúng tôi biết thủ đoạn mà hắn đã dùng để đầu độc tất cả khách du lịch. Chất độc ở trong nước mà tên gác hải đăng đưa cho du khách. Hãy lén nhìn vào bên trong ngọn hải đăng này và bạn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ quái. Nửa đêm, một người phụ nữ đang ngồi trên giường không bật đèn. Cô ấy thậm chí còn không có đèn dầu hay nến đốt. Và cô ấy vẫn đang đọc. Người phụ nữ đó có phải là phù thủy có thể nhìn thấy trong bóng tối không? Hay bạn có ý tưởng khác? Nếu vậy thì chia sẻ trong phần bình luận nhé! Không có phép thuật nào ở đây cả. Người phụ nữ đang đọc chữ nổi vì cô ấy bị mù. Trên một hòn đảo xa xôi có một ngọn hải đăng bị bỏ hoang. Nó được cho là bị ma ám. Và một đêm giông bão, một thủy thủ tên Jack bị đắm tàu trên đảo. Người đàn ông quyết định tìm nơi ẩn náu trong ngọn hải đăng. Bên trong, Jack tìm thấy ba chiếc đèn lồng, đỏ, xanh lá và xanh lam. Bên cạnh chúng anh nhìn thấy một dòng chữ có nội dung. Hãy chọn ánh sáng của bạn một cách khôn ngoan, vì một ngọn đèn sẽ dẫn đến lối thoát, một dẫn đến bóng tối vĩnh cửu, và một dẫn đến những linh hồn bồn chồn của hòn đảo. Anh chàng nên chọn chiếc đèn lồng nào nếu manh mối duy nhất anh ta có được là nghĩ về tín hiệu đèn giao thông? Hãy giải cứu anh ta và viết ra lựa chọn của bạn trong phần bình luận. Jack nên chọn chiếc đèn lồng màu xanh lá cây. Tín hiệu màu đỏ biểu thị sự nguy hiểm, tượng trưng cho bóng tối vĩnh cửu. Tín hiệu màu xanh biểu thị sự thận trọng và cảnh báo,
hẳn là ám chỉ tinh thần bồn chồn. Còn tín hiệu xanh biểu thị sự an toàn và di chuyển về phía trước. Đó chính là chiếc đèn lồng có thể giúp Jack thoát khỏi hòn đảo ma ám. Một pháp sư quyền năng sống trong ngọn hải đăng ma thuật có một trợ lý tên là Martin. Một lần, ông phù thủy bảo Martin đến thăm một người làm thuốc và lấy 3 lọ thuốc mà ông đã đặt mua. Martin đã nhận được bưu kiện, nhưng trên đường trở về, anh đã rơi vào một cái bẫy thực sự. Trước mặt anh có 3 cánh cửa mà anh không thể vượt qua được. Nhưng đằng sau cánh cửa đầu tiên là một vực thẳm không đáy. Phía sau cánh cửa thứ hai có những con nhện độc, ngay cả mạng nhện của chúng cũng có độc. Và cánh cửa thứ ba đang ẩn chứa một ngọn lửa dữ dội. Martin không thể chọn được cửa nào, nên anh quyết định sử dụng một trong những lọ thuốc mà người pha chế thuốc đã đưa cho anh. Nhưng anh ta nên chọn gì? Lọ thuốc tàng hình, lọ thuốc tốc độ hay lọ thuốc quên lãng? Hãy giúp Martin lựa chọn trong phần bình luận bên dưới. Lựa chọn tốt nhất của Martin là uống lọ thuốc tốc độ và lao qua ngọn lửa để nó không thể làm anh ta bị thương. Một tên phù thủy độc ác giam giữ bạn trong một ngọn hải đăng bỏ hoang nhưng lại cho bạn cơ hội trốn thoát. Có 3 cánh cửa A, B và C. 2 cánh cửa dẫn đến tự do và cánh cửa thứ 3 dẫn đến án tù chung thân. Bạn được phép chỉ vào một cánh cửa ngẫu nhiên và hỏi người hướng dẫn một câu hỏi có không. Nếu bạn chỉ vào cánh cửa dẫn đến tự do, thầy phù thủy sẽ trả lời câu hỏi của bạn một cách trung thực. Nhưng nếu đó là cánh cửa dẫn đến ngục tù, thầy phù thủy sẽ trả lời câu hỏi của bạn một cách ngẫu nhiên. Nếu biết cách để cứu mạng mình, hãy nhớ viết bình luận ở bên dưới. Có thể một ngày nào đó nó sẽ giúp được người khác đấy. Chỉ vào cửa A và hỏi, cửa B có dẫn đến tự do không? Nếu phù thủy trả lời có thì hãy chọn cửa B. Nếu phù thủy trả lời không thì hãy chọn cửa C. Chiến lược này sẽ hiệu quả bất kể cửa A dẫn đến đâu. Giả sử cửa A dẫn đến tự do, sau đó phù thủy sẽ trả lời trung thực. Đó là lý do tại sao nếu thầy phù thủy trả lời có, bạn nên chọn cửa B, và nếu thầy phù thủy trả lời không, bạn nên chọn cửa C. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cửa A dẫn đến việc bị giam cầm và phù thủy trả lời ngẫu nhiên? Chà, thậm chí còn dễ dàng hơn. Nếu cửa A dẫn đến việc tù đày, thì 2 cánh cửa còn lại B và C phải dẫn đến tự do, và bạn có thể chọn bất kỳ cánh cửa nào. Bạn thực sự không cần phải lo lắng cửa A dẫn đến đâu, chỉ cần chọn cửa B khi phù thủy trả lời có và C khi ông ta trả lời không. Oliver đang lái du thuyền của mình thì một cơn bão khủng khiếp xuất hiện. Con tàu của anh ta bị chìm giữa đại dương, nhưng người đàn ông đã đến được một hòn đảo nhỏ. Trên bãi biển có một ngọn hải đăng trống, có vẻ như bị bỏ hoang. Nhưng chẳng bao lâu sau, có 2 người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa. Họ bắt Oliver và định nhốt anh ta trong ngọn hải đăng mãi mãi. Oliver đồng ý nhưng yêu cầu họ thực hiện cho anh một điều ước cuối cùng. Khi anh nói với những người đàn ông những gì anh muốn, họ đã thả anh ra. Hãy viết ra ý tưởng của bạn về điều ước của anh ấy. Oliver nói rằng anh ấy muốn người thông minh nhất nhốt anh ấy trong ngọn hải đăng. Và vì cả 2 người đều không muốn thừa nhận rằng mình không thông minh bằng người kia, nên họ đã để Oliver ra đi. Lisa và Olivia tìm cách thoát khỏi một con tàu đang chìm. Lisa bị một dòng nước mạnh kéo đi và tỉnh dậy trên một hòn đảo gần ngọn hải đăng đổ nát. Về phần Olivia, cô vẫn đang lênh đênh trên xuồng cứu sinh, nhưng khát nước vô cùng. Bạn cần cho chúng tôi biết càng nhanh càng tốt, ai trong số 2 cô gái sẽ sống sót lâu hơn. Nhanh lên, bạn có thể cứu được một mạng người đấy. Lisa có khả năng sống sót trong một thời gian dài. Cô ấy có thể tìm thấy nguồn nước ngọt trên đảo. Thêm vào đó, mặc dù ngọn hải đang dường như bị bỏ hoang, nhưng nó có thể dùng làm nơi trú ẩn. Trong khi đó, Olivia không thể uống nước biển vì lượng muối trong đó rất nguy hiểm cho con người.